mọi người, ở vlog trước thì do đang quay tỷ số vẫn chưa được phân biệt thắng bại, nhưng mà do tự nhiên điện thoại mình nó tự nhiên bị sao nó cắt ngang vậy à. Xong thôi bây giờ mình sẽ round 2 chơi tiếp vòng thứ hai. Có cách chơi khác đúng không? Cách chơi khác có nghĩa là một người này sẽ hát và người kia sẽ đoán tên bài hát kèm với ca sĩ hát bài đấy. Đúng, tên bài hát với cả ca sĩ luôn. Đấy mới khó, đúng không? Tăng độ khó lên luôn. Tăng lên mọi lên đúng không mọi người? Chị chắc chưa? Chị không nhớ tên đâu, lần trước là cứ lấy tên. Không, cái này thì lật lật chị giao nên chị sẽ nhớ đúng không? Không. Thì cứ chơi thôi, chơi vui. Ok. Tập bài hát đầu tiên nha. Bài chị hát luôn nha để em đoán nha. Những câu nói trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình thôi. Dẫu đã biết em không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều vì em lạnh lùng bằng giá. Hoàng Mang, Hồ Quỳnh Hương. Hát nhiều để là nghĩ đó, không nghĩ ra rồi tiếp theo. Khi anh gọi tên em bao tố cũng hóa dịu dàng. Khi anh gọi tên em bình yên phận sang. Mày gì vậy trời? Khi anh gọi tên em nghe quen lắm trời, là nó rồi không nhớ mày gì. Ủa mày gì? Được chưa? Khó chưa? Không nghe rồi chắc chắn là nghe rồi, chắc chắn là nghe rồi. Trong tên ca sĩ này chỉ có một chữ thôi. Emily. Tên ca sĩ này chỉ có một chữ thôi, một tiếng thôi. Ai vậy? Chết rồi, trời ơi. Bài này là bài gọi tên em của Min. À, trời. Ê, lại chiến thắng, đỉnh quá. Trời ơi. Em ơi, dã man, chứ không nhớ. Không nhớ. Trời đã, okay. Tao không biết được bài chơi sang, chơi cao lên. Rồi, tiếp theo. Bài gì nhở? Happy vlog. Ở bài gì ta? Dạ đã rồi. Một phút đứng trước mặt em. Ôi dễ quá. Dễ hả? Một phút của Andy chứ ai. Ủa? Em ơi, gì vậy? Chá gì? Do chị không kiếm được mấy bài độc lạ lạ. Mấy bài độc lạ lạ, tưởng bài đấy thôi. Rồi chơi đi. Thương em là điều anh không thể ngờ. Thương em là điều anh không thể ngờ. Rồi hát cái tên rồi hát luôn rồi. Đúng rồi. Bài bài đấy đúng không? Của ai? Của ai là Eric? Chết cha rồi, trời ơi. Đẹp trai lắm nha. Ca sĩ rất đẹp trai nha. Ủa, ai là một Nu Vô Thịnh đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Nếu thích em thì anh hãy nói qua ai đi. Em yêu anh sao lại không nói ra hết chả. Bài đã thích em rồi anh hãy nói qua ai đi. Lòng này đã ngắn trong từ lâu. Qua ai đi của Lương Bích Hữu. Ồ đúng rồi. Đúng hả? Lên nói đại. Đỉnh quá Ngân ơi. Trời ơi. Em biết bài này của chị Lương Bích Hữu nhưng mà em không biết tên đúng là của ai đi không? Như nghĩ là của ai đi đúng không? Lạ lùng em ơi, đã đến anh trong chiều. Ủa, hát cái bài gì để người ta nghe hết thì trời. Hình như bài lạ lùng của Vũ đúng không? Đúng rồi. Nghe rồi. Rồi tiếp theo. Trời là đất rồi. Dù ngày mai có là tận thế, dù thời gian đứng trời yên lặng trời này, ơi, ngày tận thế rồi chị Tóc vẫn... Tiên. Ờ đúng rồi. Ở bài này. Chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Cái rồi nhớ tên bài hát rồi. Chọn con tim hay nghe lý trí. Đúng rồi. Ủa, đúng rồi nè. Tỷ số thắng vẫn đang nghiêng về bên em đó. Ủa vậy hả? Bài gì đó nhỉ? Giờ có phải bạn em không biết là sẽ gỡ điều này. Bài gì ta, bài gì mình không biết ta. Có rồi. Dạ sau một hồi suy nghĩ chị thì đã có đề bài cho mình rồi nha mọi người. Ai sáng thức giấc thật sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại giờ sẽ nghe tiếng tinh 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 tinh.
Bài này của chị Đông Nhi. Không phải. Ủa? Ủa bài sao cái bài này? Ừ, bài này nó Minh Hằng. Đúng. Tên gì? Nói mày ngồi với chị là mày bị lây nha. Không, không nhớ bài này, không biết bài này. Thôi bài này, sắc mê mồm. À đúng rồi, đúng rồi. Tiếp. Tỷ số đã được săn bằng. À, có bài này nè. Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây, vì cho đến chẳng có ai biết em tồn tại. Nghe nổi rồi nữa. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Trái tim của em rất đau đúng không? Không phải. Tên bài hát gần gần giống với cái lời hát đó. Trái tim là gì ấy? Trái tim em cũng biết đau. À, trời đất ơi. Biết bao người được hiến dâng cho mỗi người, sống với nỗi khát khao này được hiến dâng cho cuộc đời. Sao biết đâu nào? Ôi ghê á, dã man. Ồ, bài này rất nhiều ca sĩ hát. Đúng rồi, mình vẫn chơi vậy thôi hả? Chơi bài không kết thúc rồi đó, đến lúc lát rồi đó, tôi muốn mình dừng rồi đó. Được rồi á, chơi vui vẻ mọi người vậy thôi.